Lệ Quyên ở tuổi 43, ở biệt thự 590m², dát hàng hiệu, kim cương tiền tỷ. Nhiều khán giả trầm trồ trước độ giàu có của Lệ Quyên sau 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 43, Lệ Quyên sở hữu biệt thự xa hoa, bộ sưu tập xe sang, hàng hiệu đắt tiền. Bên cạnh căn nhà nhỏ mới xây tại Đà Lạt, Lệ Quyên còn sở hữu nhiều cơ ngơi sang trọng. Một căn nhỏ 590m² ở thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhỏ ở Hà Nội và một căn nhỏ nữa ở bên Mỹ 400m². Đi biểu diễn hay tham gia sự kiện, nữ hoàng phòng trà chỉ hay sử dụng Bentley Flying Spur, giá khoảng 20 tỷ đồng. Trước đó là Audi Q8, 6 tỷ đồng, Volkswagen T1 Luxury S, 2 tỷ đồng, Mercedes GL500 Formatic, 3 tỷ đồng. Ngoài ra, bộ sưu tập túi hiệu trị của nữ ca sĩ cũng có giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Lệ Quyên từng khoe mua được chiếc túi xa xỉ Celine, có giá gốc khoảng gần 200 triệu đồng, song không dễ để đặt hàng. Trước đó, cô sở hữu chiếc Lady Dior vân da cá sấu bạch tạng quý hiếm 700 triệu đồng, hay chiếc túi da cá sấu Himalaya của Louis Vuitton hơn 1 tỷ đồng. Rất nhiều người biết, Lệ Quyên còn có thú chơi kim cương, sở hữu nhiều món trang sức xa xỉ để làm điệu cho trang phục.